leo căn nhà và bây giờ mình làm trưa ha. Đây là món qua luộc nè, nước hành, nước hành, cái hàm môn nó lên đâu nè, đâu mua nhỏ hay chạy là bán ẩu qua rồi nếu là nãy tao để một sớm nữa rau nãy ngon à, ăn nhiêu đó thôi, đơn giản vậy thôi, làm được một tô. Này nghe ngọt ngọt ta. Gì ngọt? Mít nè. Mít là hành đó. Ngọt nhiều quá. Ngọt quá giống chị. Ổ qua. Ổ qua luộc. Chấm nước tương. Ổ qua đều hả? Đều là nó không lớn nữa nè, hay là nó quay cổng nhỏ sắp bàn. Sắp tàn cũng còn nhỏ nhỏ nè, hái luôn. Mình thơm thế thôi, ủ qua đủ đắng lắm luôn. Thao lụa cái hết hết đắng luôn hả? Ăn được hơi đắng, người ta ăn lụa là hơi đắng. Nhưng ngọt 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 được, quá ngọt. Cơm dân dã. Vợ của anh Tèo là chị hay em của ông đó? Em, vợ anh Tèo là em Út đó. Bữa mày nói chị là nhỏ đó, vợ về. Vợ anh Tèo thành ra nó mới biết ở đây. Cậu nhỏ kia nó tú trong lòng nhỏ về đây thằng nó biết. Thấy không? Vợ anh Tèo biết con mình nói gì? Bữa con Tèo nữa mà anh Tèo đang khiêu phụ nước vô mà. Sáng chưa ăn cơm mà luôn, chưa ăn gì hết. Cái quên nữa, uống sữa. Vậy cũng đỡ được bữa sáng vô. Cái trưa ăn gần. Nhưng dành là cũng vậy phải không? Sáng ăn gì không? Thỉnh thoảng. Khi nào bà như gì cho tiền tao, tao sáng tao mới ăn. Nên là không có tiền nữa gì tiền. Nó không phải nói như nó hồi nào tiền. Cái tao không tiền nè. Nó hồi nào tôi cần hút ba ổ mì nữa, cái bào chưa không ăn. Mày ăn ba ổ được. Ba ổ với một dĩa. Ba ổ với mày không hả? Mày thơm hả mình? Dĩa mì không ba ổ với một dĩa luôn, thịt rau rồi đó. Bạn kia hay lắc đầu không? Mà ba ổ cũng ẩm những xíu mà. Một dĩa với ba ổ. Là một dĩa mà ổng thì không đúng không? Đúng rồi không? Mà không thì ăn vô cái đó đúng rồi. Hai cái trứng. Thịt heo rồi chả lũ quá trời, nó tóm lại một dĩa ở dĩa này nè. Mày bạn ổng làm sao ổng bán dữ. Một dĩa này nó ba ổng mì là hết như mì. Ừ, dễ dữ thôi, bữa nào mày mua tao dùng dĩa. Mà bữa nào con đưa ổng dư không chứ không thế nào đưa hai chục. Đưa mấy chị 25 hoặc 30.
Lâu dơ mày. Sao mày không khi nào mày đưa lâu dơ hết à? Nó này 20 giờ hay rẻ à. Lúc nào cũng đưa ổng 25 hoặc 30 cái bộ, đâu phải nó 20 cái mình đưa 20 đâu. Dân không nhận xem trọng. Nó rộng rãi người hoài gánh mở nhà mà thiếu nhưng còn bạn nó cũng nhắc nó cũng nhớ nhớ hết trơn luôn. Nó được vậy. Đẹp không đẹp hơn thế. Giờ làm em biết mẹ làm ông bác mày là ông làm thật đừng quá trời lắm. Bánh mì với một ổ bánh mì nhận vô thấy nó nhiều mà ăn ổ mì xong đâu có bao nhiêu đâu. Ăn đâu có nhiều đâu mà nóc đầu quà họ xé ra là có bao nhiêu. Bánh mì đó cũng nhỏ xíu rồi đâu phải bự đâu. Bánh mì này nhỏ xíu. Này ăn vô bắt đầu ăn mới no chứ. Này như hồi tí tí mát lại phải không? Giờ đâu nghe hành nắng gì đâu. Mát rồi. Rồi đã nào tí này nó tốt rồi. Lạp xôi. Trên một đông rồi. Này hết bảo không? Hết bảo rồi. Này bảo rồi nó bảo. Chứ để bảo thời tiết không có đẹp, trời không đẹp. Sáng một xương nhìn thấy đã. Có không? Có một xương không? Hôm qua mẹ có đi tập hồi sáng mẹ đi tập dụ không? Có một xương không? Chắc là đi hàng hết rồi. Đi mình hay mà đi với ai? Tao gửi quân với mẹ tao. Này cho thân dữ nha. Thứ dữ mà. Nhưng mấy bạn đi tao với tao biết mày mày biết mày hết rồi. Hả? Mấy bạn đi với tao mày mày biết mấy bạn đợi ra cái mày. Mày cho cái ghét luôn. Tự nhiên sao ghét. Thấy gì ghét. Nghe tao nói thì chắc đi chung tôi mà ghét cho. Ghét mà cái vụ đá nó là nói vậy. Như là nói tính là nói bà là tính đá không ai biết. Nhờ mà đi với tôi chứ thấy mày nó cũng nói vụ đó biết không biết rồi. Nói sao vậy? Bữa sáng mà gỡ tôi bộ đồ ăn. Cái bữa là bảo là tôi bộ đồ ăn không hồng. Tôi tưởng sao cái hồng tôi đi. Tôi nghe nói là sáng gỡ bữa sáng gỡ đồ ăn sao? Không, nói chuyện đó thôi.